Tôi nghĩ cái mục tiêu của AFF Cup trước mắt thì Bộ Thể thao Văn hóa Du lịch cùng tất cả người hâm mộ và liên đoàn đã đưa ra một cái chỉ tiêu là phải cố gắng nỗ lực cao nhất để lọt vào trận chung kết. Thì đối với tôi đấy là một cái gọi là sức ép thì nó cũng đúng, nhưng mà một gánh nặng thì nó cũng đúng, nhưng mà với tất cả cái sự nỗ lực của bản thân cùng tất cả những thành viên của đội tuyển, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, cố gắng hết mình để được những điều đó. Bên cạnh đó tôi cũng xin nhắc lại, có thêm phần may mắn ở trong cuộc đời nữa. Trong buổi ký kết lễ hợp đồng này, tôi cảm giác rất cảm động, rất hồi hộp, rất vinh dự, xem lẫn tự hào khi ngày hôm nay tôi được chính thức đón nhận làm một nhiệm vụ phục vụ cho tổ quốc mà bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng mong ước để hướng tới. Tôi chính thức bắt tay vào việc với tất cả niềm tự hào cũng xem đã lo âu, nhưng tôi tin với khả năng của tôi và tất cả những sự ủng hộ của tất cả báo chí cùng tất cả những người hâm mộ đã tin tưởng, tất cả các bộ ban ngành đã tin tưởng tập cho tôi trong cách này, tôi sẽ tin rằng tôi sẽ tiếp nhận và hết dùng hết toàn tâm toàn ý vào công việc mới của tôi. Bản thân tôi phải được trách nhiệm bình thường lớn lao này nên sẽ nỗ lực cố gắng hết mình. Đấy, bên cạnh đó tôi cũng mong muốn có được những sự hậu thuẫn của Bộ Thể thao Văn hóa Du lịch, của Tổng cục Thể thao, của VFF cùng tất cả các báo chí đại diện các cơ quan ngôn luận của cả nước cùng tất cả những người triều triều hâm mộ ủng hộ tôi. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo và huấn luyện viên tất cả các câu lạc bộ trong nước đã và đang tiến cử cho tôi những vận động viên tốt để phục vụ đội tuyển quốc gia. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, tất cả những người đã cùng tôi thi đấu, những người đã cùng tôi xem tôi thi đấu và những người đã thi đấu đàn anh trước tôi đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong quyết định để tôi được nhận nhiệm vụ hôm nay. Tôi tin chắc rằng với những con người huấn luyện viên bóng đá Việt Nam có rất nhiều những người có thể đầy đủ các yếu tố để đảm đương công việc này, nhưng với một lý do nào đó họ đã tin tưởng và trả cho tôi được nhận nhiệm vụ ngày nay. Hôm nay tôi xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những người ủng hộ tôi để tôi nhận nhiệm vụ lớn lao ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe tất cả, chúc năm mới thành công.